cái tiền tao đúng, tao đúng đó, ông cũng không có đi xin lỗi tao thiệt, giống như là cái lòng từ trọng ông tao. Cho tao đi lấy nha. Chứ hôm nay đó, với chị dâu đó. Nhiều lúc biết không sai đâu mà ông cũng lời với. Ai cũng không xin lỗi đâu nè. Nè, chắc chỉ lâu quá, tao thấy bình thường là tao ngon rồi đâu đi ra. Nó ví dụ như được nữa đó. Nên làm nó là gọi lên xấu. Em xin lỗi nhưng mà bác chuyện trước chứ. Bác chuyện có đôi cái gì nói xin lỗi được đấy. Ừ. Xong chị nói là tôi xin lỗi ông á. Nó phải tôi có lỗi. Chị là già thì không biết mà tôi ở nhà. Về tôi thấy cái mặt nó nhăm nhăm là tôi mệt mỏi. Có thời gian nữa về mặt nhăm nhăm chỉ nữa về nhà. Chị về ngay rồi mà chị thấy ông thì mưa thì sắp xài chị đi tiếp. Đi rồi mua vậy gì? Đi thì tự tự về, kiểu như về thì ngủ thôi. Về hai người mong mình đi ở trong phòng khó chịu lắm. Mà ông đi thấy nghe vì dùng ai đi bố hoặc là mấy người mà bàn lòng á. Chưa không hiền. Cảm giác như là giống như chị là người có phước đó. Ừ. Nhìn như ông nhẹ nhàng vậy ông cũng thương tiền đâu đấy. Kiểu đó. Trong cuộc bởi đỡ nãy ông ngồi nhà ông kêu đấy. Lý mà bờ hẳn thương vậy thôi. Thương nhưng mà thương. Thương thì sướng không. Ông kêu ông hiên vậy á. Hiên như hổ. Nói ngang ngang. Là ngôi mấy người đánh giá là hiên à. Hiên như hổ. Nhiều lúc mình kiểu không phải là ông khó mình mà kiểu dành cho mình nhu cầu tình cảm mình nhiều đi nữa. Đáp ứng cũng được. Tại vì nhu cầu thì tình cảm thì nhiều, thì thích kiểu lạc màn rồi đó. Tìm đâu ra là lãng mạn mệt quá. Bỏ đi ẩn khó. Chứ hồi xưa yêu cũng không có lỡ mọn à. Cũng được, đỡ lại về rồi lại nhau đi, lại nhau đi mà. Thằng thiệt. Biết bữa ông tình cổ ông lại cho coi. Tạm chị ra chờ đi biển đâu chơi. Múc chi. Múc bắp sao được cái gì ăn. Người mê tao thấy cũng được cái tao thôi. Mẹ tao đang đấu đúng ông cũng đúng. Ông mua thì có cho ông đúng. Ông mua về được thì được cái ống tâm lý. Mình đã thích kiệm kiệm người tâm lý. Thằng này đấu gì cao mà. Thế anh thì anh muốn nào chào được cho em ăn. Mới kiểu từ mà cho mới khổ. Tưởng từ quá gì cho mày. Phi biết nghĩ. Mấy anh đó nằm trong danh sách đỏ hết rồi gì nữa. Không cậu không ngoài đây nữa nè. Động vật quý. Bởi vì bên tôi gặp làm xẹp với chương của em. Chứ làm cái cưới gì, cưới gì thằng hôn. Yêu khác, cưới khác. Yêu mấy tháng chưa được cảm nhận tình yêu mùi vị gì luôn. Yêu? Rượu quá chị. Yêu là không? Biểu ơn cái chồng sớm chị. Lần đầu tiên có cái thằng môn ngào em ấy. Dần ra chơi từng chơi từng dần. Mình đang nói ông mà già đau. Đau quá rồi bây. Nhiều quá. Nó xích xích với nhau luôn. Thằng Sam đi tiếp nha. Em một lần chưa đau ông nói. Mà thôi cổ cái thằng này cũng được cái điền. Nhiều lúc tao bụng hồn hắn tù tao. Nhiều lúc có điền có cái chửi không nào có dân nó nằm. Nhiều lần khóc với cái phùng mỏ nữa. Hồi lâu tao chuyện còn từ ngày có con kia không tìm kiếm từ ngày sớm làm bị có chi đất của con. Chửi con hồn. Hồi trước là có đừng là thiếu mỹ táo nữa thế em.
Không còn á. Anh không được làm được nghe. Anh làm được anh điện thoại được thì anh nên tập trung điện thoại đó. Nhớ quay hồng gì nhớ mà lên em mày coi. Nhớ nhớ gì cái điện thoại đó thôi đừng có chạy chi đó nói thì tình nhớ nói cái cầu kia mà cũng vui. Mình quay người thì thôi. Nói gì khác hơn. Cái dù hồng, cái dù hồng, nhớ cái dù. Hồi đó em nghỉ mà. Hả? Nghỉ hả? Bữa đó em nghỉ. Mở miệng ra tự nhiên mình quăng chày ao đi đấy, nói đi chê được. Mà sau khi nói từ ra mình tất từ ra mình khổ chống làm gì hết mình. Tôi nói được mốt, mở miệng vào ra nó, mở nói vai cáo lên nó bắt đâu thì nói luôn. Mà trong lòng nó cố gắng hết giờ, nó cố gắng chưa nói phải rõ ra. Nó làm khung nghĩa vậy. Nhiều lúc mình nhìn cũng rất tươi, mình được có cái tên Thanh Thảo. Thanh Thảo nói là cái thằng mà chờ trong chơi chị về chị lấy váy á. Với chị tưởng Thanh Thảo nó là cái có mô, cái nhắn tin cho tỉnh. Với chị về chị nói, quá em Thanh Thảo nhắn tin. Tính đâu, bị ai không biết đâu. Mới đi cái thằng lại đi mà biết là thằng Thanh Thảo đó thằng. Con trai mà tên Thanh Thổ hả? Em mà nghe không? Nghe cứ Thanh Thảo mà nhắn tin nó chị không. Chị có tin lâu đây chị hay bo điện thoại và đi chị biết tiếng bo nữa. Chị cũng biết mật khẩu nữa, chị lúc chị cũng hỏi nhà như chị bỏ luôn. Từ bỏ tìm hiểu qua điện thoại nó mệt luôn. Chị thấy tin nhắn tự nhiên chị quẹt nhau, chị tên chơi chị đọc. Chị kêu nhà anh con trứng không. Gì đó, mà tưởng là có một nhắn. Chị là ông đi tập lâu mềm sách đâm trắng. Mình nói mình cũng phải chơi mà ông đi. Ông thích chiều là lão nhưng mà là lão hai người cái ông giống như con Yến đấy chậm chi biết không à, chị hỏi là trứng con mà anh mua trứng không chị mà sửa thì mua thêm ông kêu mua thêm cho ông nói họ đó mà để ra ăn thăm lại đó mà được ăn thằng rửa mà cùng con là lão nè mong ông im miệng lắm kiểu ông là lão kiểu ông là lão mà không hài đấy. Tôi biết là lão lắm chị bị khung khung đó nói tổng thế mi à thế con tính nóng thôi vậy bất cứ tao tổ nó ngày mai bất cứ cũng đang điên đó bất cứ cũng vậy nhổ nó tao bảo được cục tên rồi, nhưng mà tao chưa gửi tên cả. Tao bảo được hai hộp.